Tấm cám thời Gen Z. Rồi đó, mày dạy tao đi. Cám nè, em có muốn không cần tập luyện mà vẫn có clip nhảy đẹp gửi cho cô không? Muốn muốn chứ má, bằng cách nào? Được rồi, em đi ngủ sớm đi, để chị lo. Mày mà không làm được thì mày biết số phận của mày rồi đó. Đi đâu đâu đâu. Đây, em xem đi. Đỉnh dữ gì má. Trời ơi, y như thật luôn. Em mau gửi cô liền đi. Ok, mày đúng là friend tốt của tao. Mình sắp là thành viên thứ 5 của nhóm nhạc Blackpink rồi. Không biết đổi tên gì cho hợp với chị Lisa đây ta. Hay là Lìa Sa. Em vô như vậy là không ai biết sao? Dạ, là con Tấm làm á cô. Em không biết gì hết. Em đừng có đổi thật cho Tấm. Nhà trường đã quyết định đuổi học em 1 năm rồi. Về nhà mà ăn năn sám hối đi. Mày. Nè Cám, tao làm sao? Mày tức thì lên phường thưa đi. Mày hay lắm. Tao về tao mép mẹ. Sẵn đây thì các em hãy chúc mừng bạn Tấm đã giành được suất học bổng toàn phần của Mỹ. Tấm là niềm tự hào của lớp chúng ta. Các em hãy noi gương theo bạn nha. Ê mà bà, con Cám nó ghép sao hay vậy? Đơn giản thôi, bà vô Cám Halloween này nè. Có quá trời clip của idol người nổi tiếng luôn. Chỉ cần chụp cái mặt thôi là app tự ghép vô nè.